Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc. Thì hôm nay mình sẽ đi hội hoa sân ở quảng trường Mỹ Tho nha. Ở cái quảng trường này nằm ở cuối đường Hùng Vương. Thường bữa thì để trống, nhưng mà mỗi khi có lễ hội đồ thì người ta sẽ trang trí ở đây. Còn phía bên phải mình thì nó là chợ hoa. Bữa đó mình có quay rồi nhưng mà quay ban ngày. Bữa nay thì người ta đi cũng khá là đông. Nhưng mà nếu tính ra thì hội hoa sân năm nay thì nó không có bằng năm rồi. Năm rồi làm hoành tráng lắm, hoa được khá là đẹp nữa. Năm nay nếu mà tính ra thì mình thấy nó hơi bị yếu. Nhưng mà dù sao thì có vẫn còn hơn không. Ở đây thấy cũng khá là được lắm, người ta chụp hình tự sướng rất là nhiều. Ở đây là làm bằng tre không nha mấy bạn. Ở chính giữa thì nó có cái đài phun nước nữa, nhưng mà hiện tại mình đi hình như hơi trễ rồi nên bây giờ nó đã ngưng rồi. Ở đài phun nước này có màu khá là đẹp. Thường mà giờ phun như thì mấy đứa nít nó khoái lắm, đa phần thì con nít thì đều khoái nước nè. Ở đây người ta tắm mà cũng có nè, nó mới phun xong giờ vẫn còn ướt nhẹp nè. Mình đi hiện tại giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối. Thì mình nhớ thường là nó phun khoảng 9 giờ nó mới nghỉ, mà nay sao nó phun sớm chứ. Nó có mấy cái cầu tre nè. Ốm ốm thì lên được, chứ mập quá lên mất công. Ở dưới nó có một hai cây sắt nha. Chỗ ba cái nón lá thì người ta đang hát ca nhạc. Đây là giống như là nguyên một cái ban nhạc đang biểu diễn. Ở bên đây có mấy cái trái tim nó khá hấp dẫn. Còn mấy trong này thì nó có mấy cái cây, nó làm tỉa tỉa ra, nó để những cái chậu bông lên. Cái cặp đôi người ta chụp hình khá là nhiều. Mình hồi đó mình cũng thích chụp hình lắm, nhưng mà mình để ý là mỗi lần mình chụp hình về ít khi nào mình coi lại hình cũ, bởi vì nên cuối cùng là mình không có chụp nữa, thấy nó lãng phí. Chụp thì chủ yếu là để lưu lại kỷ niệm để sau này mình coi, mà nếu mà không coi thì chụp làm chi mất công.
Mình thấy nhiều người chụp cả trăm tấm, cả ngàn tấm vậy, về cái lựa lại chừa lại được con tấm, mà cũng chưa chắc là cái tấm đó coi thường xuyên nữa, để cả đống cả lèn nó cho người ta khác coi không à. Nhưng nhiều khi đăng lên mình thấy là giống như là khoe là mình lại đây rồi vậy, chứ thật ra là mục đích người ta đi cũng không phải là để trải nghiệm nữa, giống như là đi để khoe khoang vậy. Còn mình đi thì mình để mình kiếm chút cháo. Ở đây có mấy cái băng ghế tre nè, ngồi cái này lên tới mơ là nó bị móc vô là lủng quần áo luôn. Tre rồi mấy cái cạnh nó bén, chứ nhiều khi mấy anh đóng đinh mà đóng không kỹ nó còn bị nhô lên là dính chưởng liền. Ở đây thì người ta bán đồ lưu niệm, hồi năm rồi là mình nhớ hình như là bán sách báo được cũng nhiều lắm, năm nay là như là bị chắc bị dịch nó dập rồi nên giờ còn lại có vài gian hàng. Mình thấy thì năm nay cái hội hoa xuân này nó không có bằng hơn nửa năm rồi. Năm rồi là làm rộng thênh thang luôn, nếu mà tính ra năm rồi chắc quy mô chắc gần gấp đôi năm nay á. Năm rồi là đâu có chỗ nào để trống đâu, cái là thường thường năm rồi mấy cái chỗ như vậy là nó trang trí hết trơn. Mà năm rồi thì mình chưa có làm YouTube nên mình không có quay lại. Những cái trụ tre này làm rất là công phu. Giờ mình sẽ đi dạo mé bên đây nữa là xong. Camera này do mình để trước ngực nha, nên nó bị dướng. Lúc quay mình không có thấy được màn hình nên mình không có để ý. Giờ về nhà mình biên tập lại mình thấy mấy bạn thông cảm. Phía bên phải mình là chợ bông. Năm rồi thì cho trực tiếp là đi từ bên đây qua bên chợ bông luôn, còn năm nay nó rào lại rồi, phải đi ra khỏi chỗ này rồi đi vòng qua mới đi qua chợ bông được. Để hồi mình quay qua bên chợ bông mình quay buổi tối cho mấy bạn coi. Chợ bông này buổi tối thì chắc cũng hơi bị đông, mà đi thì cũng hơi khó khăn. Mình thì thích đi ban ngày hơn à, tại ban ngày không ai đi, chạy xe nó thoải mái. Ở đây có những cái chỗ ngồi khá là đặc biệt. Mình thấy ở đây có những cái băng đá làm bằng đá nhìn rất là đẹp, nhìn gọn nữa. Đi ở đây rồi mấy đứa nít là nó khoái dữ lắm. Nít mà thường được đi chơi là rất là thích, chạy lững tửng, còn người lớn thì lo sợ bị lạc, nó dữ hơn cũng mệt. Khu
khu vực này thì đèn nó ít nên nó bị tối. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.